Xin chào các bạn đã đến với câu chuyện Trúc Mộc Lang Má của tác giả Vũ Chít, audio do Đam Mỹ Tưởng Truyện thực hiện, tập 47. Phó Nhất Kiệt đứng dưới vòi sen, nước nóng xối ào ào từ đầu xuống dưới chân. Nó đã không hề đồng đầy xối nước được mấy phút rồi. Ngày thường nó rất thích cảm giác được ấm áp ôm lấy lúc nước nóng chảy trên người. Ngày hôm nay lại hoàn toàn chẳng thể cảm nhận được. Nguyên nhân hiện giờ nó xối người lâu như vậy rất đơn giản, chỉ là vì không muốn di chuyển. Từng động tác dường như đều sẽ khiến cả người đang khó chịu phải dồn hết sức lực để làm. Chống tay lên tường, cả người cũng bất động, thứ duy nhất còn đang hoạt động chắc cũng chỉ có bộ não còn chẳng hề hoạt động trôi chảy. Bởi vì chuyện giờ nó phải đối mặt hơi vượt ra ngoài dự tính của nó. Đây không phải là vài quyển sách, cũng không phải là một đứa con gái được giới thiệu cho nó. Đây là chuyện nó đang xem phim đen từ dương cưỡng hôn anh của mình, đã vậy còn bắn đầy người anh mình nữa. Nhất Kiệt xuyên qua màn nước nhìn chằm chằm xuống dưới chân của mình, chuyện như vậy giải thích thế nào mới qua được. Phó Khôn trước mắt vẫn không có phản ứng gì, thế nhưng chính yên ắng này lại khiến nó sợ sệt. Nó hiểu Phó Khôn, nếu như Phó Khôn thực sự có cảm giác không có cảm giác gì, anh sẽ mắng, sẽ chỉ vào mình nói Phó một khúc em bị ngu hả? Hoặc là ít nhất cũng sẽ cười nhạo mình mới trả một cái thì đã bắn, chứ sẽ không phải như thế, chẳng thể xảy ra chuyện gì như bây giờ. Làm sao bây giờ, bỗng nhiên tới cả can đảm bước ra khỏi nhà tắm nó cũng chẳng có. Bố mẹ về nhà từ lúc nào nó cũng không nghe thấy, hôm nay có lẽ mình đã điếc luôn rồi. Lúc bước ra khỏi nhà tắm, bố mẹ và Phó Khôn đều đang ngồi trong phòng khách. Nhất Kiệt sợ hết hồn suýt chút nữa thì muốn quay đầu xông về nhà tắm. Nhanh lên, ăn mấy cái kẹo cưới đi. Mẹ vừa thấy nó thì đã cười. Có kẹo thỏ trắng con thích ăn, ăn cái này là đúng không? Vâng. Nhất Kiệt nhìn một đống kẹo để trên bàn nước, lúc muốn đi tới lấy thì lại hơi do dự. Phó Khôn đang ngồi trên sofa bên cạnh bàn uống nước. Trong mấy giây nó đang do dự, Phó Khôn đã đưa tay ra cầm một viên kẹo thỏ trắng ném cho nó. Nó nhanh chóng đưa tay ra bắt, cúi đầu bóc kẹo rồi bỏ vào miệng xong. Phó Nhất Kiệt thử thăm dò liếc mắt nhìn về Phó Khôn, phát hiện Phó Khôn đang không nhìn nó mà nhìn chằm chằm vào tivi. Có vẻ còn xem rất say sưa. Còn đầu đi tới bên chân, Phó Khôn còn chẳng phát hiện ra. Đâu? Nhất Kiệt vừa định kêu đầu đi ra thì con chó đã liếm một cái lên chân của Phó Khôn. Phó Khôn cũng ngu người cúi thấy con chó, sợ tới mức nhảy sừng cả người dậy, cò chân ngồi lên ghế rồi gào lên. Ôi đời, phiền chết đi thôi. Mẹ từ ghế sofa bên cạnh tới lại đập lên tay của con một cái. Muốn ném mẹ vào trong ổ chó một ngày thật đấy. Lưới còn đầu còn có cả xước móng rô nữa. Phó Khôn cười. À đúng rồi, tối mai con không về. Tay của Nhất Kiệt ôm con chó định đi ra hành lang để run lên. Làm gì đấy? Mẹ hỏi. Chơi với Tôn Phí. Phó Khôn cầm viên kẹo ăn. Vừa nãy nó gọi điện bảo sắp vào Nam, mấy ngày nữa là đi. Nó đi một mình hả? Bố xen vào một câu. Nó làm cái ở tiệm thẩm mỹ ô tô kia không phải đang làm tốt lắm mà. Ít tiền chứ sao? Phó Khôn dựa vào ghế sofa. Chút tiền mỗi tháng này còn chẳng đủ để nó mua thuốc lá, giờ còn bạn gái nữa không đủ tiêu. Bạn gái nó là cô lần trước mày gặp trên đường phải không? Tóc dài mắt to, một cô bé xinh lắm. Ờ, phải đấy, yêu nhau lâu lắm rồi. Phó Khôn cũng gật đầu, đã mang về gặp phụ huynh rồi. Bao giờ anh mới dẫn một cô về cho bố mẹ gặp anh? Bố nhấp một ngụm trà hỏi cậu. Phôi làm gì? Phó Khôn cười, con không có thời gian. Phó Nhất Kiệt bỏ đầu lại vào ổ. Bố mẹ vẫn đang bàn chuyện bạn gái với Phó Khôn. Nó không muốn nghe, cứ thế đi thẳng về phòng. Buồn bực mất tập trung lấy đề thi hóa học ra. Đọng tai nghe lên tìm một bài hát nhịp điệu chậm rãi để nghe. Cố ép mình bình tĩnh lại làm bài. Làm bài đọc sách tới 11 giờ mỗi ngày, thời gian này hẳn là giờ nó đi ngủ, nhưng hôm nay lại hoàn toàn chẳng hề thấy buồn ngủ. Phó Khôn vẫn đang ở ngoài phòng khách cùng bố mẹ xem tivi. Phó Nhất Kiệt thu dọn đồ đạc, đi rửa mặt rồi trở về phòng. Phó Khôn nói một câu, ngủ hả? Ừ, nó gật đầu, con cũng đi ngủ sớm đi, ngày nào cũng bận như thế. Mẹ đẩy Phó Khôn một cái. Tối mai kiểu gì cũng lại ngồi nói chuyện với Tôn Phí không ngủ cả đêm.
Nhưng càng sốt ruột thì càng tỉnh táo, vốn không buồn ngủ giờ dằn vặt xong thì lại càng tỉnh táo hơn. Lúc Phó Khôn vào phòng, trong đầu nó buồn ngủ vẫn không thấy bóng dáng đâu như cũ, quả thực là tỉnh như sáo. Phó Khôn tắt đèn nằm xuống bên cạnh nó. Nếu là ngày thường, giờ Phó Nhân Kiệt đáng lẽ ra đã dối tay với xoa quần trăm của anh, nhưng hôm nay lại sững sờ, tới đầu ngón tay cũng không dám động đậy. Phó Khôn cũng không ngủ, tay vẫn luôn gãi đông gãi tây. Đúng 12 giờ sang ngày mới, đồng hồ trong phòng đều kêu cạch một tiếng. Phó Khôn trở mình quay mặt về phía Nhất Kiệt, đột nhiên nói một câu: "Em không ngủ hả?" "Ừ." Nhất Kiệt nằm không nhúc nhích như thể bị điềm huyệt. "Hôm nay em làm sao thế?" Giọng của Phó Khôn rất khẽ hỏi một câu. Tay Nhất Kiệt run lên rất nhẹ. "Chắc là kích động quá." "À." Phó Khôn nhẹ giọng đáp. "Vậy hả?" Phó Khôn có vẻ còn định nói gì đó nhưng im lặng rất lâu rồi cũng chỉ nói một câu: "Ngủ đi, mai còn đi học nữa." Phó Nhất Kiệt không nói gì, nhắm mắt lại nghe tiếng Phó Khôn chờ mình, quay mặt vào tường. Quá kích động, lý do gượng gạo này được Phó Nhất Kiệt tìm ra cho mình từ góc độ của Phó Khôn. Phó Khôn bị động đáp lại có lẽ là vì nó chủ động. Vậy thì nó chủ động là bởi vì cái gì? Kích động, chắc chẳng có ai tin nổi. Cả đêm không nằm mơ, lúc tỉnh dậy, Phó Nhất Kiệt cảm thấy mình như thể chỉ mới ngủ có mấy phút. Nó nhìn qua Phó Khôn, Phó Khôn vẫn chưa tỉnh, một tay khoác lên mắt. Phó Nhất Kiệt không nhìn anh chằm chằm như bình thường, mà nhanh chóng thay sang quần áo thể thao, dẫn con Đầu Đầu ra ngoài. Đầu Đầu giờ không còn thích vận động nữa, đã vậy còn rất bướng. Dẫn nó chạy bộ, lúc nó muốn chạy thì sẽ chạy, lúc nó không muốn chạy, Phó Nhất Kiệt vòng quanh đường cái một vòng trở về. Nó vẫn đang ở chỗ cũ, hít hít, đồng cào, cào đông cào tây. Nhất Kiệt sợ nó béo quá không tốt cho cơ thể, ngày nào chạy bộ xong cũng phải nghĩ ra đủ trò để chơi phía Đầu Đầu, ở dưới tầng bắt nó vận động. Phó Khôn đứng trên bàn công ngơ ngẩn nhìn Nhất Kiệt ở dưới tầng ném cục đá, bắt con Đầu Đầu chạy tới chạy lui. Chuyện hôm qua cậu cố ép mình không nghĩ gì cả, con trai xem phim đèn cùng nhau có là gì, cùng nhau sóc lò cũng bình thường, kể cả cái hồn cuối cùng của Phó Nhất Kiệt cùng với cái đáp lại thần kỳ của mình, cậu cũng quy tất cả vào những hân phấn quá độ. Đúng, đơn thuần chỉ là dục vọng thôi. Phó Khôn xoay người gật đầu với cái bóng của mình trên tường. Từ ban công về lại phòng thay quần áo xong, cậu lại không nhìn được mà đá một phát lên cửa tủ, hạ thấp giọng văng tục một câu: "Địch." Vậy trước đây lúc mình xem phim sách với Tôn Vĩ sao chưa bao giờ kích động như vậy. Tôn Vĩ mà dám hôn cậu như vậy chắc chắn sẽ bị cậu tát cho một phát dính lên tường, cớ cũng chẳng xuống được. Phó Khôn hơi mênh man, hừng phấn dường như không chỉ mối dục vọng khơi lên khiến lòng cậu lạnh run từng cơn. "Khôn tử, mẹ đang chuẩn bị đồ ăn sáng trong phòng khách. Em con hè này bắt đầu học thêm đúng không?" "Vâng, truyền thống của Nhất Trung mà." Phó Khôn cầm cái bánh bao lên. "Mẹ định là em con như thế thì mệt lắm, nếu không thì đừng bắt nó đưa cơm tới cho con nữa. Trời nóng bức ngày nào cũng chạy đi chạy lại mấy chuyến." Mẹ hỏi. Phó Khôn ngơ ngác nốt bánh bao xuống xong mới gật đầu. "Được, sữa cơm hộp của Đại Thông cũng khá hơn ngày trước nhiều." Nhất Kiệt đưa con Đầu Đầu về, mẹ vừa ăn cháo vừa nói: "Về rồi hả, mau ăn sáng đi. À còn nữa, sau này con đừng mang cơm tới cho anh nữa, mệt lắm." Nhất Kiệt rõ ràng đã ngây người, đột nhiên ngẩng đầu lên nhìn Phó Khôn. Mày màn chợt lóe lên trong ánh mắt nó khiến Phó Khôn lập tức hơi buồn phiền. Cậu nhỏ giọng lầm bầm một câu: "Không phải anh không cho em." "Hồi, đưa cơm cho anh con cũng phải có chuyện gì tốt đẹp đâu. Mẹ sợ con say nắng, mấy đứa sắp phải học thêm rồi mệt lắm." Mẹ chật thêm một tiếng: "Ăn nhanh đi." À... Nhất Kiệt ngồi xuống cạnh bàn cúi đầu bắt đầu ăn sáng. Buổi trưa Phó Nhất Kiệt qua nhìn không tới Đại Thông đưa cơm. Phó Khôn qua một lúc thì mới nhớ ra mình chưa ăn cơm. Trước đó người đưa cơm hộp đi qua trước mặt cậu mà cậu còn không phản ứng được. "Chị Trần." Phó Khôn đi tới quầy hàng bên cạnh. "Chị giúp em." "Phó Khôn." Phía sau vang lên tiếng Khổng Tuệ ngắt lời của Phó Khôn. Cậu quay đầu lại nhìn thấy Khổng Tuệ đang mỉm cười xách một cái túi đứng ở phía sau cậu. "Em rảnh thế? Em họ em tới, em trông hộ em." Khổng Tuệ lấy từ trong túi ra hai chùm nho đưa cho cậu và chỉ Trần bên cạnh. "Ăn thử đi, nhà em họ em trông rửa sạch cả rồi."
Phó Khôn cầm lấy một chùm đặt vào trong cốc nước thủy tinh của mình. Chốc nữa anh ăn, vẫn chưa ăn cơm. Hơn một giờ rồi mà sao vẫn chưa ăn? Khổng Tuệ đi theo sau cậu. Hôm nay em trai anh không đưa cơm tới hả? Ừ, nó sắp lên lớp 12 rồi bận lắm. Phó Khôn quay người lại muốn nói với chị Trần nhờ chị trông hàng hộ cậu, cậu đi mua hộp cơm. Vậy anh có định đi mua cơm hộp không? Khổng Tuệ hỏi. Vâng, chị Trần giúp em. Để em trông hộ cho. Khổng Tuệ ngồi xuống ghế nhỏ trong quầy cầu. Dù sao thì em cũng đang rối mà, anh đi mua đi. Phó Khôn hơi do dự, Khổng Tuệ có ý với cậu, cậu cảm nhận được ấn tượng của cậu về Khổng Tuệ cũng không tệ, nhưng không có ý gì khác nữa. Cậu không muốn quá thân thiết với cô nàng. Mau đi đi. Chị Trần nở nụ cười, có người đẹp trông hộ cậu rồi thì còn gì, còn nghĩ gì nữa. 10 phút nữa anh về. Phó Khôn liếc mắt nhìn Khổng Tuệ một cái rồi cầm tiền đi. Quầy cơm hộp gần nhất đã dọn sạp, Phó Khôn không thể chạy tới quầy chỗ ngã tư. Lúc trở về trên quầy có người, Khổng Tuệ đang vừa nói gì đó với người ta vừa lấy tiền. Nhìn thấy cậu trở về, chị cười vào người kia. Khôn tử anh xem, anh trai này mặc màu này hợp chứ nhỉ? Phó Khôn nhìn lướt qua rồi gật đầu. Ừ, nhìn có tinh thần lắm. Em đã nói rồi anh à, giá này anh mua cái áo này đảm bảo là có lời. Anh cao mặc cái này vào nhìn phong độ lắm. Khổng Tuệ nhìn người kia từ trên xuống dưới khen không ngớt miệng. Người kia cầm quần áo ra ngoài cười với Phó Khôn. Bà xã cậu giỏi thật đấy, khéo ăn nói lắm. Phó Khôn há hốc miệng, người đã đi mấy bước rồi cậu mới nói một câu. Mặc thích thì nhớ quay lại. Tiền của anh này. Khổng Tuệ nhét tiền lấy được vào túi cậu cười ngọt ngào. Cảm ơn. Phó Khôn ngồi xuống bắt đầu ăn. Em mau trở về đi, em họ em cũng khéo ăn nói như em hả? Được rồi, em đi đây. Khổng Tuệ phủi tay quay người đi ra. Đi được 2 bước lại nói một câu. Ngày mai em mang cho anh một phần cơm, anh đỡ phải chạy. Đừng, thôi. Phó Khôn sặc một cái vừa hò vừa đuổi theo. Khổng Tuệ đã chạy qua một vạch vào trong. Không cần. Ây, sao lại không cần? Chỉ Trần ngồi trước quầy nói chuyện với mấy người chủ quầy khác. Nhìn thấy cậu như vậy thì cười. Con cái người ta tốt như thế đưa cơm cho cậu, cậu còn không muốn. Cũng không phải là không mua được cơm mà. Phó Khôn hơi bất đắc dĩ. Ây, thằng nhóc này còn giả ngu nữa. Chị Hoàng ở bên cạnh cười cũng rất hăng say. Không thì để chị mang cho mày, mày có nhìn chúng chị không? Cảm ơn chị, em không muốn chị chồng bị chém như một dao đâu. Phó Khôn cười. Chồng chị Hoàng là cái thầu cao lớn vạm vỡ. Cậu cửa miệng chính là ông đấy chém một dao chặt đứt mày. Phó Khôn không nói nhảm với mấy bà chị nữa, cầm hộp cơm trở về ngồi ăn nốt, hơi lo lắng, sau đó Khổng Tuệ thực sự sẽ ngày ngày mang cơm cho cậu. Buổi chiều, Khổng Tuệ lại chạy tới trò chuyện với cậu thêm một lúc. Phó Khôn vừa nói chuyện tám nhảm với cô nàng vừa làm ăn, vừa mong ngóng trong lòng rằng em họ Khổng Tuệ nhanh chóng đi đi, sau này cũng đừng tới nữa. Nếu không, Khổng Tuệ ngày nào cũng không có chuyện gì là lại tới một lúc như vậy, thực sự cậu sẽ không chịu nổi. Mãi tới tận 4 giờ chiều Tôn Vĩ tới, cậu mới thở phào nhẹ nhõm. Nhìn thấy Tôn Vĩ mà là như thấy họ hàng. Dọn hàng đi, chiều đó mày bữa vịt nướng. Tôn Vĩ lật từng bộ quần áo trên quầy. Giới thiệu cho tao cái quần đi, cho tao giá may mắn nữa tao mặc đi lên đường. Phó Khôn chọn một cái quần cho nó. 88. Được. Tôn Vĩ hài lòng vỗ vai bàn. Lúc nào đi? Phó Khôn hỏi. Ngày kia, mua xong vé rồi. Tôn Vĩ kéo Phó Khôn đi ăn vịt nướng. Đây là chân ái của nó. Nó bắt cả một tuần 7 ngày đều ăn vịt nướng. Ăn nguyên một tháng nó cũng chẳng ngán. Ăn xong vịt nướng thì đi ăn xin nướng. Vừa nói chuyện vừa ăn. Mấy chai bia vào bụng, Tôn Vĩ nói ngày càng nhiều. Nói tới chuyện hồi nhỏ của hai thằng, nước mắt cũng long lanh trong hốc mắt. Khôn tử. Tôn Vĩ đập lên vai của Phó Khôn liên tục, vỗ nhưng yên rồi nắm lấy cái. Tuyệt đối đừng có nhớ tao, tao sẽ gọi điện cho mày. Ừ. Phó Khôn cũng gật đầu phối hợp. Tôn Vĩ uống rượu vào là thành ra như thế, cậu đã quen rồi. Trước đây uống say còn ôm chân Phó Khôn gọi cậu là Tam Đại Gia. Nếu không phải bên kia đang phát triển, tao cũng chẳng muốn đi. Ở đây tao đang tốt, bạn bè, đông người thân quen. Tôn Vĩ cầm chai bia dập lên tay của Phó Khôn. Nhưng mày nói xem, ông chủ chọn tao muốn đưa qua đó, cơ hội này tốt như thế, làm tốt thì sau này chi nhánh sẽ do tao lo. Tao đúng là không có cách nào bỏ không đi được.
Đúng, đi là đúng. Phó Khôn gật đầu cầm bia lên uống một hớp. Nhưng mày nhớ cẩn thận, có chuyện gì thì hỏi han bàn bạc với người ta. Khôn tử, Tổn Phí đột nhiên bóp mạnh lên vai cậu một cái khóc nức nở. Xuân Vũ thì mày để ý giúp tao, tao đưa số điện thoại của mày cho cô ấy rồi. Nếu cô ấy có chuyện gì thì mày nhớ giúp đỡ, tao ở xa quá. Yên tâm, chuyện này mày không phải dặn. Phó Khôn bị nó bóp tới mức suýt chút nữa thì khóc lên cùng nó. Bảo cô ấy có chuyện gì thì nhớ nói. Anh em tốt, Tổn Phí dùng sức vỗ lên lưng cậu, cả nào. Phó Khôn nhẫn nhìn cơn ho khan, ngửa đầu uống sạch bia. Lúc nhìn thấy tay của Tôn Phí rụt lên bật chai bia, cậu đột nhiên hơi buồn phiền. Thằng bạn từ nhỏ cùng cậu lớn lên, mấy ngày nữa phải tới nơi xa như vậy. Tuy rằng cậu không giống như Tôn Phí, chuyện buồn rầu gì cũng có thể hiện ra ngoài, nhưng trong lòng thực sự cũng luyến tiếc. Mấy lần đều định mở miệng nói không thì dừng đi. Lớn như vậy cậu còn chưa bao giờ nói lời từ biệt với bạn bè. Uống thêm mấy chai nữa, cậu đột nhiên nhớ tới Nhất Kiệt. Thằng nhóc này nếu như thi đậu đại học ở nơi khác, đi một lần là cả một học kỳ, mình sẽ có cảm giác như thế nào? Cậu lắc đầu một cái, uống một ngụm bia to, đè nén ý nghĩa này xuống. Đối với Nhất Kiệt trước đây cậu chưa bao giờ nghĩ quá nhiều, dù cậu Thịnh và Trần Lì đều nói cậu đối với em trai quá tốt, nhưng từ xưa tới nay cậu chưa bao giờ nghĩ nhiều cả. Nhưng khiến sợ bất kỳ ý nghĩa nào có với Phó Nhất Kiệt sẽ đều khiến cậu kinh cả trong lòng, tiếp đó sẽ thấy lạnh run. Mà cậu lại không dám nghĩ thêm nhiều nữa. Phó Nhất Kiệt quả rốt cuộc là làm sao, cậu không dám chắc, nhưng cũng không muốn xác định, cậu chỉ muốn biết mình đã xảy ra chuyện gì. Cậu vừa cảm thấy mình cần phải tạo khoảng cách với Nhất Kiệt, bọn họ từ nhỏ tới giờ đều lại không hề thấy lúng túng như cậu vừa lo lắng, rằng một mình đột nhiên thay đổi gì đó sẽ ảnh hưởng tới tâm trạng của Phó Nhất Kiệt. Dù sao thì qua kỳ nghỉ hè này, Nhất Kiệt cũng sẽ vào lớp 12. Làm sao bây giờ nên xác định chuyện này như thế nào đây? Phó Khôn và Tôn Phí hai thằng uống rượu tới nửa đêm. Tôn Phí đi bộ còn phải trèo lên cổ người mà vẫn kêu gào đòi đi hát. Mày đã thành ra thế này rồi, lưới ở đâu mà mày còn biết không đấy? Phó Khôn điều chỉnh nó. Hai thằng loạn choạng đi trên đường, thì thoảng có người đi ngang qua nhìn thấy đều sẽ tránh đi thật xa. Ở đây này. Tôn Phí xoay mặt thè lưới ra thật dài cho cậu nhìn. Mày nhìn đi, thấy không? Thấy rồi, thấy rồi. Phó Khôn nhanh chóng đẩy mặt nó ra, sợ nó nhận tiền lại liếm lên mặt mình một cái. Không thì hai ta đi tìm chỗ nào đó tình rượu đó. Được, đi nhà tắm công cộng. Tổn Phí cũng gào to lên. Tao sợ mày chìm luôn vào nhà tắm mất. Phó Khôn kéo nó về phía ghế ngồi bên cạnh uống hòa ven đường, bắt nó ngồi xuống. Ngồi nghỉ ở đây một lúc cái đã. Phó Khôn và Tôn Phí ngồi trên bề đá ven đường cả đêm. Tôn Phí đầu tiên là nôn ra, nôn xong thì nói mê sảng xong thì đòi uống nước, uống hết nước thì rượu đã tan đi không ít, đổ người ra ghế ngủ. Phó Khôn không gọi nó tỉnh được, cũng không bắt xe được. Xe taxi vừa thấy Tôn Phí là đạp chân ga bỏ chạy, cậu đành phải cùng Tôn Phí như hai gã đàn ông lang thang, không nhà để về, mơ màng một đêm trên vỉa hè. Đợi tới sáng Tôn Phí tỉnh, hai thằng mới từng người trở về nhà. Phó Khôn về tới nhà gặp phải Nhất Kiệt đang đưa con đầu đầu đi chạy bộ dưới tầng. Về rồi hả? Nhất Kiệt nhìn thấy cậu thì ngây người. Không ngủ hả? Sắc mặt kém thế. Đừng nói nữa, rốt trên vỉa hè một đêm buồn ngủ chết đi được. Phó Khôn theo thói quen định đưa tay ra ôm Nhất Kiệt vào tóc gì đó, tay đã giơ lên rồi lại đột nhiên thấy có lẽ không nên làm như vậy, muốn rút tay về lại cảm thấy không thỏa. Đang giơ tay lên không biết làm gì, Nhất Kiệt đã cười. Thế anh đi lên đi ngủ lấy lại sức đi, em chạy bộ. Nhất Kiệt nhanh chân đưa con đầu đầu đi chạy bộ, Phó Khôn rút tay về chậm rãi lên tầng. Nhất Kiệt chạy rất nhanh như thể bỏ chạy, chạy được một đoạn đường dài, đầu đầu không theo kịp liều mạng rùa phía sau, nó mới lấy lại tinh thần ngồi xổm xuống chờ con đầu đầu chạy tới, rồi sờ lên đầu nó. Đầu đầu à, cậu có cảm nhận được không, anh tớ? Đầu đầu liếm tay cậu, quay đầu cắn một cọng cỏ từ lúng hoa ven đường nhai trong miệng. Nhất Kiệt thở dài đứng dậy. Tớ đi chạy một vòng đây, cậu đừng có chạy nữa không? Còn đầu đầu chạy vào bụi cỏ nằm xuống, Nhất Kiệt cười. Thế thì cậu chờ tớ ở đây đi.
Nhất Kiệt ngày thường đều chạy bộ 3 vòng to, hôm nay chạy được 2 vòng rưỡi nó đã hơi mệt không hiểu vì sao. Còn hơi buồn bực như thế một vòng này vĩnh viễn sẽ không chạy xong được, cứ vòng đi vòng lại cũng là một con đường, cũng là một phong cảnh. Nó đã lên tảng đá về được một cái. Ngày tháng sau đó như thể yên bình trở lại, Phó Khôn mỗi ngày đúng quy củ tới đại thông, nó thì mỗi ngày lên lớp tan lớp đi tự học buổi tối. Từ nghỉ hè tới khai giảng lớp 12, Phó Nhất Kiệt đã cảm nhận được rõ ràng thay đổi của Phó Khôn, nhưng lại không nói ra được là thay đổi ở chỗ nào, chỉ là không còn ôm tới ôm nuôi nữa, cũng không thể coi là thay đổi được. Hai người bọn họ trước đây đâu phải lúc nào cũng như vậy. Phó Khôn tối về sẽ vẫn thường mang đồ ăn khuya cho nó. Lúc nó đang ôn tập, Phó Khôn cũng sẽ không ngủ, luôn ngồi vẽ hoặc đọc truyện tranh bên cạnh cùng nó. Chờ nó ôn tập xong đi sửa soạn, Phó Khôn mới nằm xuống. Tất cả những thứ này đều vẫn như trước kia, không có gì thay đổi, nhưng Nhất Kiệt vẫn cảm nhận được xa lánh. Đúng, dưới vỏ ngoài như thể mọi thứ đều bình thường, là xa lánh không một dấu vết của Phó Khôn. Phó Khôn vẫn giữ thói quen như trước kia, cố gắng duy trì quan hệ thân mật, thoạt nhìn chẳng hề thay đổi của bọn họ. Nhưng tầng cảm giác quan trọng thì đã biến mất, cảm giác hy vọng em trai vĩnh viễn sẽ đi theo mình chẳng biết từ lúc nào đã biến mất. Phó Nhất Kiệt nằm nhòi trên bàn, nghe tiếng sàn sạt khẽ vang lên lúc bút của Phó Khôn xẹt ngang trang giấy. Không khí yên tĩnh mà an tâm, lúc ai làm việc đấy như này là hưởng thụ lớn nhất của nó trước đây, nhưng giờ lại chỉ khiến nó cảm thấy mất mát, có thế nào thì cũng không thấy vững lòng. Phó Nhất Kiệt ghét cảm giác này, không có cảm giác an toàn, cảm giác bốn phía không có chỗ dựa. Nó không muốn bị rơi xuống cảm giác khiến người ta mất trọng lực này, nó không muốn cứ hao tổn như vậy, chẳng biết lúc nào mới có thể thay đổi. Làm gì cũng được, chung quy cũng phải có thay đổi gì đó, phá vỡ sự bình tĩnh giả tạo mà lúng túng khiến người ta nghẹt thở như vậy. Anh Nhất Kiệt khép sách lại, quay đầu ra nhìn Phó Khôn. Phó Khôn đang vẽ cô gái tai thỏ, đặt bút xuống cũng nhìn lại nó. Sao thế? Em muốn trọ ở trường, Nhất Kiệt nói.